Mời quý vị đi casino với em nha. Đó anh chị em ơi, đây là casino của San ở ở Interlaken nè. Quý vị đến Interlaken thì nhớ vào đây tham quan nha. Bên đây trong rất là đẹp, là muốn thử vận may thì cứ thử nha. Biết đâu mình ở đây từng mình thử vận may mình ở đây tháng hay sao. Hello. Đó. Bước vô là hình hoa rực rỡ. Ý, hôm nay có trời trời hay sao quý? Để em đi trước tiên, em vô cái casino em review cho mọi người cùng xem sao. Tiếp theo em sẽ mời cả nhà đi trời trời với em nha. Là cái người mà quay phim cho hãng phim Bollywood của Ấn Độ đó. Lưng em mặc cái đồng hồ chở ra casino này, đến đây chụp hình cũng đẹp lắm quý vị. Đây, em quay vòng cho em đang ở casino quý vị ơi. Được chưa, đẹp chưa, trời nắng quá trời nắng luôn á. Hôm giờ bây giờ là 2 giờ chiều, nắng quá trời nắng luôn. Nhưng mà hoa xứng đáng, cái hoa rất là đẹp quý vị. Hôm nay là trồng có tông màu vàng với màu cam á. Em quay y chang cái đồng hồ luôn nè, đó 360 độ nè. Nắng quá trời nắng luôn quý vị ơi, nắng ơi là nắng luôn. Nhưng mà trời đẹp, nắng vậy thì chụp hình đẹp đúng quý vị. Đó. You have to buy this. You have to buy another mold too. Then they show them. Yeah.
đó làm gì chụp hình vậy? Ông đi du lịch không chụp hình chứ. Đây quý vị, mấy anh ơi, đi ngang chỗ này nghĩ cho anh xem mà lỡ mà qua thị sĩ. Qua thị sĩ mà đi qua Interlaken đó thì ghé vô cái quán này uống một vài ly bia nha. Đây nghe sung sướng. Đó mình nhưng mà phải có mấy anh mô tô rồi mấy anh xe xịn rồi anh hay đến đây lắm. Mô tô xịn rồi xe xịn rồi anh ghé đây. Quán bia chân dài đâu rồi? Nó chạy nắng rồi mấy ảnh đâu rồi? Mấy chỉ đâu tiêu rồi? Cái dù màu đỏ nhìn nóng ha. Nó xăm em hả? Rồi. Mà nó chờ em thấy ta. Quảng cáo quá trời mà nó đi xuôi không gặp ta. Thôi để cho mọi người cùng đến đây đi, biết thấy không? Chúng nhà ra rồi nè. Đó, người thấy chưa, thấy chưa? Chồng em ống chảy nước miếng thiệt thiệt. Giòn giòn. Đây. Xin mời quý vị nha các bạn. Ăn kem nha quý vị. Ăn kem có gì quý vị? Dạ. Sao có tủ kem này nhìn nó không bốc bẫy gì hết vậy? Để nó nhỏ nhỏ cho mấy ông nghe mấy cái chỗ nào ở Interlaken đó, đi dài lên cái hướng mà hotel mà khách sạn Victoria Jungfrau đó. Đó đây cái nè, cái nhà hàng này nè quý vị, nhà hàng bia. Uống bia đó. Đó, hostess gì đó. Đó, chỗ này có chân dài phục vụ nha quý vị. Mặc đồ sexy lắm luôn á, cho nên mấy ông á muốn thì ghé thôi, ghé uống bia thôi nha. Chứ mà quý vị nhà có lộn xộn gì nghe. Là nói nhỏ mấy ông nghe thôi, đừng cho mấy bà biết có chửi em á. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của em nha. Nếu mọi người thích hãy nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ cho kênh em phát triển hơn cho mọi người cùng biết nha. Bye bye.